Tòa án Công lý quốc tế phán quyết Thái Lan phải rút quân ra khỏi khu vực đền thờ Hindu 900 tuổi. Tin từ The Hague, Tòa án Công lý quốc tế, tức ICJ, hôm nay đã phán quyết rằng Thái Lan phải rút toàn bộ lực lượng quân đội và cảnh sát ra khỏi khu vực xung quanh ngôi đền cổ 900 tuổi Phraya-vihear, một quyết định có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai quốc gia. Các thẩm phán của Tòa án quốc tế đã phán quyết rằng phần đất có ngôi đền Phraya-vihear thuộc về lãnh thổ của Cambodia. Ngoại trưởng Cambodia, ông Hoc Nam Hon, người đã có mặt tại tòa án, cho biết bản án này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Đại sứ Thái Lan tại Hòa Lan, ông Virajai Plasai, đã từ chối bình luận về bản án trước truyền thông quốc tế. Ngôi đền Phraya-vihear nằm trên đỉnh một vách đá ở dãy núi Dang Rek là một trong số những đoạn biên giới đã xảy ra xung đột giữa quân đội Thái Lan và Cambodia. Mỗi bên đã đổ lỗi cho bên kia gây chiến. Các cuộc xung đột tồi tệ nhất là trong năm 2011 đã làm chết 28 người và phá hư một phần của ngôi đền. Sau những áp lực ngoại giao trong khu vực, hai bên đã rút quân đội ra khỏi khu vực này trong tháng 7 năm 2012 và thay thế bằng các đơn vị tuần tra biên giới. Tòa án Công lý quốc tế đã trao ngôi đền cho Cambodia vào năm 1962, nhưng đã không làm rõ thẩm quyền của khu đất xung quanh. Phán quyết của Tòa án quốc tế hôm nay có tính cách ràng buộc cho cả hai bên.